Số vật tư nuôi ong xin mến chào tất cả các anh chị và cô chú. Thì cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì em muốn quay cho tất cả anh chị và cô chú xem cái một cái lô hàng mới về của em ngày hôm nay. Thì toàn bộ đây là toàn những cái hàng vật tư thiết yếu để phục vụ tất cả anh chị khách sỉ, khách lẻ đó, chuẩn bị để mà mình vào cái chiến dịch nhân đàn, chia đàn đó. Thì đây toàn bộ là những cái hàng thiết yếu này, ví dụ như là đây là mũ hai lớp này đó, mọi người có thể thấy đây là mũ hai lớp này, thì em về rất là nhiều hàng luôn. Còn đây là áo này, áo liền mũ này, áo liền mũ chất liệu là vải dàn di. Vâng, chất liệu là vải dàn di, nó có hai màu đấy ạ. Nó sẽ có hai màu, một là màu một xanh một đội này, một xanh một đội như em đang quay đây. Còn một cái màu nữa đấy là màu nâu đó, màu nâu này thì màu tối hơn đó. Rất là nhiều hàng ở đây. Còn đây là mũ cao bồi, em về khoảng 700 cái mũ cao bồi đây. Toàn bộ đây là mũ cao bồi đây, chất liệu đã bằng cước, rất là bền luôn, thoáng mát, có dây quai trong để mà khi mà trường hợp khi mà gió ấy, thì anh chị cô chú làm là nó sẽ không bị bay mũ, và cái mũ trông nó sẽ xịn sò hơn so với những cái dòng mà một lớp hay là hai lớp đó, mọi người có thể thấy đó. Đây là cái mũ cao bồi đó, trông rất là đẹp. Còn đây là toàn bộ những cái vật tư mà bên em rất là nhiều. Chân tầng, bình khói đó, mọi người có thể thấy đó, bình khói. Rồi có một cái món rất là hay mà em muốn giới thiệu cho mọi người đây. Cả một 5.000 cái đây, rất là nhiều luôn. Đây là cái máng mà em gọi là cái máng mổ vịt. Mục đích của cái máng này ấy, là tác dụng của cái máng này ấy, là để mình cho con ong nó ăn đó, cho con ong ăn. Thì cái nắp cổ chai này ấy, thì anh chị cô chú có thể là lắp bằng các cái loại chai như là chai trà xanh không độ này, chai La Vi này, hoặc có thể là Coca Cola này đều được đó. Thì mình sẽ lắp một cái chai vào, em sẽ để đây. Trên nhà có cái khuôn mẫu ấy cha, nên cầm cho đây anh ơi. Mình sẽ lắp cái cổ chai La Vi vào trong này đó, mọi người có thể thấy không, đây là cái ren đó, đây là một cái ren. Thì khi mà cái máng này dùng cho ai và dùng như thế nào, cái máng này ấy thì nó sẽ dùng cho tất cả những anh chị cô chú mà mình ít có thời gian thăm ong, được không ạ? Mình ít có thời gian thăm ong thì mình sẽ dùng cái máng như này. Sau khi mà anh chị cô chú đã bỏ hòa nước ấy, hòa nước đường vào cho ong ăn ấy, thì mình chỉ cần là nắp vào cái ghen này, và mình có thể là đi công tác 3-4 ngày sau về thì ong cái đàn ong nhà mình nó vẫn ok, được không ạ? Đó là cái trường hợp mà dành cho những cái anh chị cô chú mà nuôi mà không có thời gian nhiều dành cho ong. Đây, mọi người có thể dùng cái chai như này, những cái mẫu cái chai như này như em đang cầm đây đó. Thì mình sẽ dùng cái chai bé hơn. Đây là một cái mẫu mà em quay cho mọi người xem đây, nó sẽ như này. Mình có thể là dùng cái chai cái mẫu bé hơn, bỏ vào cái thùng thì nó sẽ gọn hơn đó. Lắp cái ghen như này và mình sẽ hòa nước, mình bỏ vào cái chai như này. Thì cái cổ chai ấy thì nó có thể vừa với tất cả các cái loại loại chai thông thường như là nước tăng lực này, hoặc là Coca Cola, hoặc là có thể là La Vi ở trà xanh không độ, nó đều vừa đó. Mình có thể bỏ nước vào trong này và mình dốc đứng xuống thì con ong ấy, đây cái lỗ này là lỗ nước nó ra đây, thì con ong ấy nó ăn đến đâu ấy, nó hút đi đến đâu ấy, nó mút đi đến đâu ấy, thì nước đằng trên này nó chảy xuống, được không ạ? Đó, rất là tiện luôn. Và bên em cũng có cung cấp luôn cả máng ong ngoại và ong nội đó. Đây là máng ong nội bên em đây, có cả máng ong ngoại và máng ong nội luôn đó. Kích thước của nó là 16 đó, chiều ngang của nó là 16, còn chiều dài là 30. Đây em có thể đo luôn cho mọi người xem đây, đây kích thước của nó đây đó. Chiều dài là 33 năm, đúng không ạ? Đây, chiều dài là 33 năm, còn chiều ngang của nó là 16, chiều ngang của nó là 17 đó, chiều ngang của nó là 17, lòng 16 hơn 17 một tí, được không ạ? Đó, thì ong ngoại thì bên em cũng có luôn. Đây là cái máng của ông ngoại, máng đây là máng của ông ngoại, mình có thể cho mọi người xem luôn. Đó,
máng đây là máng của ông ngoại, có vân trống trơn luôn. Đây, cái máng này thì em để ở bên ngoài nên là nó hơi bẩn đó, mọi người có thể thấy này, kho máng nhà em đây, tất cả toàn bộ cái máng này. Máng ở trong bao thì nó rất là sạch, nhưng mà cái máng này em để ở ngoài lâu nên nó hơi bẩn đó, mọi người thấy không? Đó, máng này tất cả toàn bộ là máng hết, đằng trên là có thể khung cầu đó, làm kho máng luôn. Thì em giới thiệu qua cho mọi người xem cái kho vật tư thôi. Còn đây là cái rất là nhiều món, còn đây là một cái món mà rất là hay này. Đây là tấm tấm ngăn, tấm kế đúng không ạ? Đó, tấm kế. Tấm ngăn kế, tấm mà để mà mình lên kế này. Mình có thể là nuôi hai đàn ong trong một tổ này, đó đều được. Hai đàn ong trong một tổ. Thì mình có thể là có một con chúa tơ và một con chúa già thì mình sẽ cắt đôi cái miếng này ra. Đó, cắt đôi cái chỗ em chỉ này ra. Thì anh chị cô chú là bỏ trong vào cái thùng ong ấy thì là có thể là mình tách đàn nguyên trong một cái thùng đấy luôn. Và đó là cái công dụng thứ nhất. Cái công dụng thứ hai ấy là anh chị có thể là cũng ngăn ra và mình để một cầu ở ngoài để mình quay mật thì sẽ con chúa nó sẽ không sang được bên này. Đó, con chúa nó ở bên này nó sẽ không sang được bên này thì cái cầu kia chỉ có mình mật thôi. Đó, rất là tiện. Và cái tác dụng thứ ba là anh chị lên kế. Đó, được không ạ? Rất là nhiều cái tấm này thì em bán rất là nhiều và được anh chị cô chú rất là thích tại vì nó rất là tiện, được không ạ? Đó, rất là tiện. Đây, cái máng ngoại là em cho mọi người xem đây. Cái máng kia thì nó hơi bẩn. Thì em để ở ngoài nó lâu nên là nó hơi bẩn. Kích thước thì em đo luôn. Đặc biệt bên em mẹ thiết kế là dưới này nó sẽ không nhám này. Đó, dưới cái lòng máng này nó sẽ không nhám. Và đặc biệt là ở cái góc này này, đó, thành máng thì chắc chắn là sẽ có nhám rồi. Để làm gì? Để chống trơn, được không ạ? Để mục đích là để chống trơn. Chống trơn con ong nó đỡ chết đuối. Đó, ong nó sẽ không bị chết đuối. Đây em đo kích thước luôn nhé mọi người nhé. Bên em thì máng bên em tự thổi luôn. Kích thước là 33 cm này. Đó, được không ạ? 33 cm này mọi người thấy này. 33 cm, chiều dài là 33 cm. Còn chiều rộng này, chiều rộng để em đo luôn nhé. Chiều rộng của máng là 17 nhé mọi người nhé. Chiều rộng của máng có thể thấy là đây là 17 này. Đó, 17 luôn. Và có vân chống trơn, đặc biệt là có vân chống trơn. Anh chị cô chú dùng nếu mà chỉ để cho ông ăn hoặc là hứng phấn thì em tin chắc là 7-8 năm cũng không hỏng được cái máng này. Nhựa chất liệu là nhựa zin, đúng không ạ? Nhựa zin luôn. Bên em là bên em tự đặt khuôn này, khuôn Lý Hùng bên em luôn này. Đó mọi người có thể thấy này. Và nhựa là nhựa zin. Cái này thì em để lâu ngày nên là nó hơi bẩn. Đó. Cái này cũng thế, nó bị cái dây nó đè nên là nó có hơi có màu, chứ máng thì nó rất trắng. Đó, đây em có thể cho mọi người xem được không? Nó rất là trắng, máng thì nó trắng tinh như này, nhựa zin. Nhựa zin. Thì cái thể tích của cái máng này ấy, nếu đối với ông nội ấy, thì nó có thể đựng được là 0,85 lít, được không ạ? Còn đối với ông ngoại ấy, máng to ông ngoại ấy, thì có thể là đựng được là 1,25 lít nước. Thì tùy vào mục đích sử dụng và thói quen của từng cô chú và anh chị thôi. Có người thì người ta vẫn dùng cái máng ông ngoại này cho ông nội ăn. Đó, rất là dày dặn này, thành máng dày này. Đó, đảm bảo cho ong bám sát không bị đuối nước, được không ạ? Em sẽ giới thiệu qua cho mọi người cái kho vật tư. Và tiếp đến ấy, thì còn rất là nhiều món này. Ví dụ như là đây là cái nụ chúa đây, nụ chúa của ông ngoại nhé mọi người nhé. Nụ chúa của ông nội thì nó sẽ bé hơn. Đó, nụ chúa để mà mình làm chúa đỡ phải đúc sáp, được không ạ? Đây, toàn bộ bọn em về đây. Đến mấy chục gói, 5-60 gói nụ đây. Tiếp đến là bao tay này, bao tay da này. Đây, anh em là có rất là đầy đủ tất cả các vật tư của ông nội, ông ngoại. Đây là bao tay da bên em. Có tem mác đầy đủ đây. Đó, tem mác này. Đó, tem mác bao tay da, đây là da nhé. Thì khi mà anh chị dùng cái bao tay da này làm ong ấy, nó rất là thoải mái. Đó, được không ạ? Rất là thoải mái. Đặc biệt là rất là thoải mái, nó không bị nóng, không bị ra mồ hôi, được không ạ? Mà ong đảm bảo được an toàn, ong nó không chích. Đó, là toàn bộ là bao tay. Còn đây là lọc mật. Lọc mật để khi mà anh chị cô chú quay mật ấy, thì mình có thể dùng cái lọc này để mà mình lọc qua các cái cặn này, các cái sáp mà mình cắt ấy. Khi mà mình cắt nó sẽ vơi các cái sáp ra thì mình sẽ lọc qua thì mật của mình nó rất là sạch. Sạch 100% là sạch luôn. Sạch. Mà nhìn màu nó rất là đẹp.
không bao giờ bị một cái vướng cái cặn gì cả đó. Thì cái này là cái công dụng của cái lọc mật, nó là như thế, vừa bỏ vừa cái xô luôn, bỏ vừa cái xô sơn luôn, được không ạ? Đây là cái lọc mật đó. Có rất là nhiều người chưa biết, em cũng giới thiệu qua luôn. Tiếp đến một cái mặt hàng mà rất là mới ở bên em, có thể nói là rất là mới mà đặc biệt là nước ngoài ấy, người ta dùng rất là nhiều, đấy là cái kẹp nhựa này. Nó rất là hay, tại vì ấy, anh chị cô chú có thể treo này, đó, em đánh về rất là nhiều, mấy nghìn cái luôn. Thì anh chị cô chú có thể treo và mình có thể giới thiệu chúa bằng cái kẹp này, rất là hay luôn. Bỏ con chúa vào đây kẹp lại, đó, thì nó sẽ không ra ngoài được. Đó, rất là hay, nó sẽ không ra ngoài được. Anh chị có thể nhốt chúa này, bắt được tổ ong ở trong cột điện, cũng có thể là nhốt con chúa vào trong này, xong bắt đầu là mình sẽ treo lên và quân nó sẽ bu vào, được không ạ? Đấy, rất là dễ dàng. Và cái thứ hai ấy, là mình khi mà anh chị cô chú làm ong ở trong trại ấy, thì khi mà mình bắt chúa ấy, hoặc là kiểm tra chúa ấy, thì đều có thể là kẹp nó vào, xong bắt đầu là mình quan sát, được không ạ? Chổi. Ở đây cũng thêm một cái loại nữa, đây là loại của ong ngoại, đây, một cái giọ nữa, một của ong ngoại, riêng còn chỗ ong ngoại. Tiếp theo là chổi, đó, mọi người thấy không? Chổi lông cừu, đó, chổi lông cừu, cán gỗ lông cừu dày dặn này, đó, hàng loại một nhá mọi người nhá, cán gỗ này, đó, rất là dày dặn này. Lông cừu, quét thì mình dùng để quét ong nhá, quét cầu ong nhá, khi mà anh chị cô chú kiểm tra hoặc là quay mật nhá, thì mình dùng cái chổi này để quét cầu ong. Áo mũ vật tư rồi máng ăn rồi là tầng kế. Tiếp theo nữa là những cái mặt hàng mà rất là phổ thông và cực kỳ nhiều ở bên em, đấy chính là có thể mọi người có thể thấy là đây là bình khói này, đây là chân tầng này, đó, chân tầng nhập thì hiện tại em đang hết hàng. Và có thể đây nữa là gói kích đẻ này, dưỡng ong này, đó. Cái gói này có công dụng như nào thì em cũng nói qua luôn, thì tại vì hôm sau em cũng sẽ làm những cái video nó chi tiết hơn về tất cả những cái sản phẩm. Đây là cái gói kích đẻ dành cho ong nội và ong ngoại đều được, đều ok hết, đều không ạ? Đều ok hết. Thì một gói này anh chị có thể dùng là một gói pha với cả là 7 đến 8 cân phấn hoặc là cân bột mình cho ong nó ăn. Đó. Cho ong nó ăn, hoặc có thể là hòa với 8 lít nước đường cho ong nó ăn, đều không ạ? Rất là hay. Mà cái sản phẩm này em bán rất là nhiều. Thì đặc biệt ấy, thì nó dùng mục đích ấy, là để vào những cái mùa như thế này, con ong đàn ong nó yếu, nó sẽ không lên được ong. Nó không giống như những cái mùa mà mình có nhiều hoa, nhiều nguồn, thì con ong nó lên rất là mạnh, đấy, nên là nó ít bệnh tật. Thì cái mùa này mà mình mà muốn đàn ong của mình nó phát triển ấy, thì sau khi mà mình cho ăn cái gói dưỡng ong này, con ong nó rất là khỏe. Con ong chúa, riêng đặc biệt con ong chúa thì đẻ rất là nhiều. Ong thợ khỏe, kéo tuổi thọ dài cho con ong thợ đó, nuôi trùng tốt, được không ạ? Đó, ong chúa thì đặc biệt đẻ rất là nhiều. Và cái nữa ấy là một cái mà rất đặc biệt mà mọi người đang gặp rất là nhiều luôn, thì em cũng giới thiệu qua luôn là đợi bao nhiêu ngày thì hôm nay hàng mới về. Em cũng giới thiệu qua cái món này cho mọi người đây. Đây, mọi người có thể thấy ấy, đây là hàng mà đặc biệt em bán hàng năm rất là nhiều cho tất cả anh chị và cô chú lấy sỉ. Thì là thuốc thối ấu trùng thảo dược, đặc biệt là sẽ không có kháng sinh, không ảnh hưởng tới mật, đúng không ạ? Không ảnh hưởng tới mật, không có kháng sinh. Thì một lọ của nó là 50ml, nó dạng nước, đúng không ạ? Đó, dạng nước, một lọ là 50ml. Khi mà anh chị đặt hàng ấy, thì em sẽ hướng dẫn chi tiết cách dùng như nào. Tại vì bây giờ mùa này nó sẽ rất là bị nhiều, thời tiết nó cũng bất lợi, nên là các cái bệnh ở ong nó bị rất là nhiều. Đây là thối ấu trùng dạng nước nhé, tuổi lớn và tuổi nhỏ, được không ạ? Đó, một món ạ. Đó. Và đây là thối ấu trùng dạng bột, tuổi lớn và tuổi nhỏ, cũng được rất nhiều, đặc biệt là các anh chị cô chú Thái Nguyên này, rồi Bắc Cạn này, Hà Giang này, dùng Tuyên Quang dùng rất là nhiều. Đó, em nhập về thì cũng nhập về đến đâu là khách sỉ cũng khuân đấy thôi. Đó, em có thể giới thiệu sơ qua cho mọi người. Đây là thối ấu trùng dạng bột, đây là dạng nước, đây là 50g mọi người nhá, 50ml. Còn hàng này ấy, là 100g, đây mọi người có thể thấy này, đó, 100g. Và một cái hàng ấy, vô cùng là đặc biệt, em chỉ vừa mới về mà có khách đặt hết rồi, chỉ còn có 5 lọ này thôi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là thuốc thối ấu trùng vôi dạng nước, hàng mới và về, hàng mới đó, hàng mới và về luôn, mới và về khoảng
200 hộp mà mọi người khách sỉ đặt hết sạch sạch sành xanh. Em chỉ còn để lại mẫu 5 hộp đây thôi. Đây là thối ấu trùng dạng nước ạ. Dạng nước nhưng mà thối ấu trùng vôi. Đó, bên em thì sẽ rất là đa dạng các cái thuốc để anh chị cô chú mình sử dụng có từng vùng nhá. Có vùng dùng loại này thì nó hiệu quả, nhưng mà có từng vùng, có vùng kia dùng nó lại hiệu quả các loại kia. Nên là bên em sẽ đa dạng tất cả các mặt hàng. Em có thể giới thiệu thêm cho mọi người nữa là có một cái loại thối ấu trùng này nữa. Thối ấu trùng vôi nhưng mà nó lại là dạng bột. Đó. Rất là đa dạng luôn. Nó là dạng bột. Tại sao nó lại phải là đa dạng thuốc như thế? Tại sao một công ty người ta làm rất là nhiều thuốc như thế? Thì cái lý do ấy là có thể là ở cái trại đấy hoặc là cái vùng đấy dùng cái thuốc này rất là nhiều thì nó sẽ nhờn. Nó sẽ bị nhờn đó. Mọi người có hiểu ý em không? Nó sẽ bị nhờn nên là em sẽ đa dạng tất cả các loại thuốc và em đánh về. Có vùng thì dùng loại hàng này rất là hiệu quả. Được không ạ? Rất là hiệu quả, rắc vào 3 ngày thôi là đã thối ấu trùng vôi là đã khỏi rồi. Đó. Có những vùng thì phải dùng đến cái loại này, loại cao cấp này, được không ạ? Đó. Nó tùy vào mức độ nặng nhẹ của từng vùng và của từng trại đó. Nên là bên em sẽ đa dạng tất cả các loại thuốc. Đó. Thì bên em bán hàng ấy thì giao hàng toàn quốc, gửi hàng qua các đơn vị như là bưu điện này, giao hàng tiết kiệm này, đó. Hoặc có thể là nếu mà anh chị cô chú gửi lấy hàng số lượng lớn ấy, lấy sỉ ấy, thì bên em có thể là gửi xe cho cô chú và anh chị, được không ạ? Thì anh chị cô chú có thể là nhận hàng ngay và có hàng để mà bán, đó. Vậy em là gửi hàng toàn quốc, đó, không chuyển khoản trước, không đặt cọc trước, nhận hàng, kiểm tra hàng, sau đó anh chị cô chú mới thanh toán, được không ạ? Thì hôm nay em làm một cái video để giới thiệu sơ qua. Còn đây nữa này, đây là một cái món rất là hay, đây là món hộp sáp ong, nhưng mà em sẽ giới thiệu vào những cái video sau, được không ạ? Đó, với giới thiệu cho tất cả anh chị vào những cái video sau về cái món này, đặc biệt là món này rất là hay luôn. Thì em xin phép được kết thúc cái video tại đây. Và nếu mà anh chị cô chú nào đặt hàng ấy, quan tâm đến những cái sản phẩm mà mình chuẩn bị vào cái mùa vụ ong ấy, thì có thể là đặt hàng để lại số điện thoại hoặc là trực tiếp liên hệ với cái số hotline em để ở dưới cái tiêu đề này, thì liên hệ với bên em thì bên em sẽ có một cái giá tốt nhất cho anh chị làm các cái mặt hàng vật tư nuôi ong này ở tỉnh, được không ạ? Đó. Cảm ơn tất cả anh chị và hẹn tất cả anh chị cô chú gặp lại ở những cái video tiếp theo. Đó. Những cái video mà em sẽ chia sẻ về các cái kiến thức nuôi ong và những cái vật tư chuyên sâu để chuyên dành cho ong, được không ạ? Đó. Cảm ơn. Xin chào mọi người.